Minh Khôi xin kính chào Thánh Ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là tiết mục đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Minh Khôi và xin chào Thánh Ngộ tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi như thường lệ xin cảm ơn quý vị đã gửi rất nhiều những tài liệu qua địa chỉ email của chương trình là đọc báo vẹn@yahoo.com. Và cũng có, dĩ nhiên chương trình này không phải ai cũng thích cả, cũng có những người bị chạm nọc không ưa. Nhưng mà nếu quý vị có những cái lời ý, có những cái ý kiến mà nó lịch sự mà nó hợp lý thì chúng tôi trả lời. Còn có những ý kiến mà kiểu mà nói sằng nói bậy và xin lỗi quý vị có những dùng những cái chữ nó hơi hạ cấp thì công việc của chúng tôi rất là nhanh nhẹn là bấm cái chữ delete là nó xong ngay. Bởi vì nếu chúng ta muốn nói chuyện đúng sai thì nó phải có lý lẽ, chứ không phải chữ bừa được nha. Và chúng tôi có nhận được một email rất là cảm động từ ở Hà Nội gửi sang, có tên đàng hoàng nhưng mà chúng tôi xin phép là không có nói tên. Một thanh niên 32 tuổi họ Trần ở Hà Nội. Tôi rất yêu thích tiếng nói của chương trình. Tôi xin gửi chương trình link về cái bài là Taxi lọt hố trâu. Theo tôi đây là hố voi thì mới đúng. Thì thưa quý vị, cái bài này chúng tôi đã sử dụng tuần trước. Và người này viết như thế này: tôi là người tin Chúa, xin Chúa ban phước lành cho các anh và chương trình. Và có để một cái website là www.vietnamtruyengiao.com. Xin cảm ơn vị thính giả này rất nhiều. Và để không mất thời giờ của chương trình thì Hoàng Túc xin rất nhanh. Có một bài báo, cái bài này là lấy từ Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam là tấm gương soi của các nước. Cái bài báo này ca ngợi những cái sự tiến bộ vượt bậc của Việt Nam. Rồi bảo rằng là theo báo cáo của ODI trong vòng 14 năm từ năm 90 cho đến năm 2004 thì Việt Nam đã đạt được tiến bộ chưa từng có trong việc cải thiện đời sống người nghèo. Về giáo dục thì nói như thế này: trên lĩnh vực giáo dục thì Việt Nam đã phổ cập tiểu học từ những năm đầu thế kỷ 21 đến năm 2015, không chỉ hoàn thành phổ cập trung học cơ sở mà ở các thị xã thành phố sẽ đạt trung học phổ thông, vượt xa mục tiêu chung của Liên Hiệp Quốc. Thì ghê gớm chưa? Cái này nói còn thiếu, tức là về thiếu ở cái chỗ là phải có bằng tiến sĩ cho các quan lớn nữa. Vì tiến sĩ 6 tháng với tiến sĩ 3 tháng là tiến sĩ 1 năm đó, thì cái này thiếu không có nói tới. Và có một cái điểm chính trong bài báo chúng tôi xin đọc cho quý vị nghe như thế này: tham dự hội nghị cấp cao của Liên Hiệp Quốc lần này, Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các nước, đóng góp về phương hướng mục tiêu thiên niên kỷ từ nay cho đến 2015. Qua đó một lần nữa Việt Nam tiếp tục đóng góp vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, luôn là thành viên tích cực, chủ động xây dựng và có trách nhiệm. Thành tựu trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã đạt được không chỉ là bài học, là tấm gương cho các nước đang phát triển học tập noi theo, mà còn khẳng định nhân quyền ở Việt Nam luôn được đảng và nhà nước thực hiện một cách nghiêm túc và đạt hiệu quả, được Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế thừa nhận. Trong đó Liên Hiệp Quốc có xét cái việc mà một số người mà ở Cồn Dầu chạy qua bên Campuchia đó. Thực tiễn đã chứng minh. Và đây đây thưa quý vị, cái câu này chúng ta nghe quen lắm nè. Mọi luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam chỉ gợi đến sự thù hận của một nhóm người cay cú vì quyền lợi bổng lộc do ngoại bang ban tặng bị mất đi. Cũng như một số người chưa biết hoặc là chưa chịu tìm hiểu về thực tiễn rất tốt đẹp về đời sống vật chất tinh thần của người dân đã và đang diễn ra ở Việt Nam. Thưa quý vị, cái người viết tên là Hữu Quang, mà chúng tôi nghĩ rằng ông này lấy lộn tên, phải lấy tên là Chủ Quang thì đúng hơn. Chủ Quang thì đúng hơn là Hữu Quang. Và cái thực tiễn thì chúng ta thấy đất nước Việt Nam nó tốt đẹp quá, như là nó vượt bực. Nhưng mà không biết tại sao là con gái Việt Nam cứ đi lấy chồng Hàn Quốc và lấy chồng Đài Loan. Tôi không hiểu. Anh nói quá. Cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Cái chuyện lớn là con ông thủ tướng còn đi du học, cứ đi sang Mỹ mà du học thôi. Rồi chứ sao không bảo Việt Nam này, bảo Mỹ nó sang Việt Nam nó soi. Nó rồi. Soi rồi ở Việt Nam để cho nó soi. Rồi rồi du học sinh á thì đi sang các nước thì hình như là không ai muốn về cả. Thế đất nước mình nó tốt đẹp mà tại sao nó như vậy nè. Rồi bây giờ vẫn còn là tìm đủ mọi cách để ra khỏi nước. Nếu vậy thì anh phải coi chừng lại. Cái gương Việt Nam nó lại không sáng bằng cái gương Mỹ. Sang để soi nó rõ hơn. Tôi nghĩ là Việt Nam là tấm gương để cho các nước nhìn vào, nhưng mà nhìn vào để mà né, chứ không phải nhìn vào để bắt chước. Xin mời anh. Thưa quý vị, tuần vừa qua chúng tôi có đọc ở trên báo VN Express một bài tường thuật là một câu chuyện, phải nói đây là một câu chuyện rất là thương tâm. Cái nhan đề của bài báo là nam sinh viên trích điện cha thoát án tử hình. Cái câu chuyện rất là dài, bài báo cũng dài, nguyên cô xin tóm lược câu chuyện thôi thưa quý vị. Em Phan Minh Mẫn, 20 tuổi, là cựu sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Nghiệp vụ ở Phú Lâm. Trong gia đình có cái sự xích mích giữa cha mẹ. Bố thì có cái tật hay đi nhậu,
Và cứ mỗi lần mà đi say sưa như vậy về thì đánh đập mẹ rồi con cái, chửi bới con cái vân vân, làm khổ vợ con, nói chung là như vậy. Thì một lần vì quá bất mãn cái chuyện đó cho nên Mẫn về và thấy cha đi nhậu về rồi ngủ, thì Mẫn về đi mua cái những cái dây, loại dây điện với lại cái phích cắm điện á, và Mẫn em này đã cắm điện và trích điện vào cha của mình cho đến chết, vì nói rằng để giết chết cha như vậy để cho mẹ thoát khỏi cảnh khổ. Thì ra tòa, thưa quý vị, dĩ nhiên đây là tội cố sát, có mưu tính, có dự tính đàng hoàng, thì tòa kết án tử hình. Nhưng mà ra tòa đó thì bà mẹ có nói rằng là vẫn thương chồng, biết là ở với chồng thì khổ đó, nhưng mà mình muốn cho con mình có cha có mẹ cho nên không thể ly dị được, và chấp nhận cái khổ đó vì tương lai của con. Nhưng mà bây giờ bà cũng nói cho tòa biết là ông này hành hạ vợ con rất là nhiều, cho nên chỉ vì bất mãn quá mà Mẫn đã không dằn được cái cảm xúc của mình, làm cái chuyện không có đúng, làm chuyện nó sai trái, làm tội lỗi như vậy. Bà nội của Mẫn, tức là mẹ của nạn nhân, cũng lên tiếng, cũng xin tòa tha thứ, tại vì trước đó trong phiên tòa đầu tiên thì Mẫn đã bị kết tội tử hình rồi, xin tòa giảm án. Và cuối cùng với những cái bằng chứng được đưa ra thì tòa đã giảm cái mức án này xuống còn chung thân. Nhưng mà cái lý do mà chúng tôi đưa cái câu chuyện này ra là tại vì trong cái phần nói chuyện với quan tòa đó, thì vị chủ tòa có nghiêm giọng thẩm vấn bị can là dù ông ấy có thế nào đi chăng nữa cũng là cha của mình, bị cáo thấy mẹ khổ quá, sao không nhờ chính quyền can thiệp, sao không khuyên mẹ ly hôn với cha mà lại âm thầm thực hiện tội lỗi khủng khiếp như vậy. Đó là lời của quan tòa. Thế là khuyên là cái gì, phải tin tưởng ở chính quyền. Đúng rồi, có cái chuyện gì giúp đỡ. Nếu mà thấy mà cha mình như vậy, có cái chuyện sai trái như vậy thì phải báo cho chính quyền, nhờ chính quyền can thiệp chứ, tại sao lại không nhờ chính quyền can thiệp mà lại tự ý mà làm cái chuyện không có đúng như vậy. Mà nếu báo cho chính quyền thì có được kết quả gì không anh? Dạ vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn tiếp nối, là tại vì cũng trong thời gian vừa qua trên báo Lao Động thì có một bài báo có tên là Ba con vịt nuốt một mạng người. Chỉ vì mấy con vịt hay phá rối, hai mẹ con va chạm với nhau, bà mẹ trong lúc nóng giận đã làm đơn gửi đến công an với mong muốn là công an dọa cho đứa con một trận để nó ngoan hơn. Thế nhưng sau một ngày thì cơ quan công an đã trả lại cho bà chiếc quan tài và xác chết của đứa con trai. Hay nhà quan tòa thì bảo rằng là có việc gì thì báo cho chính quyền lo, để cho chính quyền can thiệp. Chỉ có ba con vịt thôi. Yeah. Mà mẹ báo cho công an để mà nó răn đe cho đứa con nó sợ. Yeah. Thì báo một ngày xong rồi mang xác về. Mà đừng tặng thêm cái quan tài của con. Như thế thì... thưa quý vị, còn gì để nói đâu mà thưa quý vị. Việt Nam bây giờ tiến bộ như vậy đó, như là cái tấm gương cho cả thế giới soi đó. Sẽ soi theo đó. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi có một lá thư, và cái này thì bây giờ lâu lắm thì không có nhắc tới Bác Triết. Bác Triết dạo này hơi bị giống Bác Hồ. Chúng tôi xin phép dùng chữ trong nước, bây giờ trong nước người ta dùng chữ hơi bị đó, hơi bị đẹp, hơi bị giống. Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Nhân dịp Tết Trung thu 2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư tới tới thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Dưới đây là toàn văn bức thư. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, Trung thu năm nay diễn ra trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, cũng là dịp các cháu vừa hân hoan bước vào năm học mới. Nhân dịp này, Bác gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng trong cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài và các cháu nước ngoài ở Việt Nam. Đấy, tức là ngay cả con cháu của tôi, rồi cháu của anh, tức là tất cả các cháu đều được hỏi thăm hết đó nha, đều được Đảng và Nhà nước hỏi thăm sức khỏe. gửi đến các cháu những tình cảm thân yêu nhất. Bác chúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui tươi và đoàn kết. Tức là không được giành bánh Trung thu. Bác rất vui được biết trong năm học vừa qua các cháu đã có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức. Nhiều cháu có hoàn cảnh đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo đã phấn đấu vươn lên và đạt được những kết quả xuất sắc trong học tập. Đặc biệt có nhiều cháu đạt giải cao tại các kỳ thi trong nước và quốc tế. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng các cháu luôn biết phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, tiếp nối các thế hệ cha ông, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước nghìn năm văn hiến. Bắt chước cha ông nào thì cũng được, nhưng mà đừng bắt chước mấy ông lớn của Việt Nam, bởi vì mấy ông ấy học hành chả bao nhiêu cả. Các cháu yêu quý, Đảng Nhà nước ta là những Đảng Nhà nước ta, các bậc ông bà cha mẹ thầy cô giáo luôn dành những tình cảm và sự chăm lo tốt nhất cho tương lai của các cháu. Các cháu hãy nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi lành mạnh, làm thật nhiều việc tốt ích cho cộng đồng. Những cháu có hoàn cảnh đặc biệt hãy phấn đấu vượt qua những khó khăn của gia đình và bản thân để học tập và vươn tới thành công trong cuộc sống. Mong các cháu không phụ công lao chăm sóc nuôi dạy của gia đình, cha mẹ, thầy cô giáo, phấn đấu sau này xây dựng nước nhà
bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn. Đấy, tình cảm chưa? Ký tên là Nguyễn Minh Triết. Thưa quý vị, cái chỗ mà các cháu đã vượt qua những khó khăn đó, thì bác Triết quên khen ngợi các cháu mà đã vượt qua sông Poco. Cái đó mới đúng là vượt qua khó khăn đó để mà đi học được đó. Đó, tức là không có được cây cầu, các cháu phải đu dây qua sông Poco, và sau đó thì có một loạt bài cho biết là có nhiều những đoạn sông khác và nhiều những cái vùng sâu vùng xa đó, các cháu phải đi bộ 5-6 cây số để đến trường, và có nhiều cháu phải bơi qua sông, bơi và bơi đứng đó, một tay thì cầm sách vở quần áo để bơi qua ướt. Sông để khỏi ướt. Thì không biết tại sao bác Triết lại quên mấy cháu này. Rồi bác Triết cũng quên luôn các cháu sống ở nước ngoài đó. Thì chắc là bác Triết nhắc tới các cháu sống ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở Pháp, các cháu mau lớn lớn lên rồi để dành tiền về Việt Nam. Nên là các cháu nhớ là về Việt Nam là theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước. Nhưng mà cái điều mà làm tôi thất vọng nhất với cái lá thư này của bác Triết là như thế này, anh là nghe anh đọc đến cái đoạn mà những cháu có hoàn cảnh đặc biệt á, tôi đang hồi hộp bây giờ, tôi chờ là những cháu mà có hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như khó khăn như thế nào đó, thì không biết là Đảng và Nhà nước sẽ, hay là bác Triết sẽ có gì giúp gì cho các cháu hay không. Thì cái câu kế tiếp lại là những cháu có hoàn cảnh đặc biệt hãy phấn đấu vượt qua những khó khăn của gia đình. Thì đó, thì cái này nói chuyện hề vốn rồi còn gì nữa, thì tức là các cháu khổ. Xin lỗi quý vị, là chúng mày có khổ thì chúng mày gắng chịu khổ tiếp nhá. Còn Đảng và Nhà nước, ông cứ ông sướng thì để cho các ông sướng, đừng có phiền hà. Tại vì nếu mà một người có trách nhiệm, thưa quý vị, nếu mà đã biết có cái hoàn cảnh khổ đau như vậy, những cái hoàn cảnh mà rất là khó khăn như vậy, thì mình với tư cách là chủ tịch nước mình phải có những cái biện pháp, phải không ạ? Hãy ít nhất, thưa quý vị, ít nhất cái chuyện này nhỏ nhất ông có thể làm được, khi mà gửi cái lá thư này ra thì những cái cháu như vậy đó thì cũng gửi cho cháu một cái tấm bánh trung thu, một cái lồng đèn để cho cái mùa trung thu này các cháu có một cái Tết trung thu tương đối là vui, ít nhất cũng được một tối trung thu, một đêm trung thu vui. Con này chỉ nói không mà, nói chuyện cha người ta không à, thưa quý vị, nói các mong các cháu, xin lỗi, các cháu hãy phấn đấu vượt qua những khó khăn của gia đình và bản thân để học tập và vươn tới thành công trong cuộc sống. Cái này xin lỗi quý vị, bác Triết khỏi cần nói, chúng cháu cũng phải làm thôi, không làm thì cháu chết à. Nhưng mà trước khi kết thúc phần 1 thì chúng tôi cũng có một cái ý tưởng như thế này. Bác Triết quên các cháu bị bán qua Campuchia. Bởi vì Đảng Cộng sản Nhà nước Việt Nam và Công an Việt Nam chưa giải cứu được một em bé nào bị bán qua Campuchia cả. Thì khi nhắc tới các thiếu nhi nước ngoài thì bác Triết quên mất các cháu bị bán trong các nhà chứa Campuchia. Và chúng tôi xin nhắc điều này để cho bác Triết nhớ. Để hy vọng là trung thu năm tới bác sẽ có cái lời chúc Tết cho các cháu đấy hay sao vậy? Hy vọng là như vậy. Và chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình. Xin quý vị giữ màn hình để tiếp tục theo dõi phần 2. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi xin phép được trở lại với chương trình. Nói về cái tấm gương đạo đức của lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có bút mực nào mà tả xiết cả. Lúc nào cũng lo cho dân, cho nước. Thì chúng tôi có biết một cái chuyện như thế này. Một ngày nọ trên thiên đường đó, người ta đón nhận, trong cái ngày đó đón nhận hai người. Một là tu sĩ, một vị là tu sĩ, một người là đảng viên Đảng Cộng sản. Thì được lên thiên đường. Thì khi mà làm, trước khi mà được sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở đó, thì phải ở một cái nhà, như là một cái trung tâm chuyển tiếp, giống như một cái nhà nghỉ tạm đó. Thì khi ở nhà nghỉ tạm đó, thì qua ngày mai đó, thì mới ở một đêm đó, qua ngày mai mới được sắp xếp chỗ. Tức là phải ở cái chỗ tạm trú trước, đúng rồi, sau đó mới được chỉ định chỗ thường trú đó, phải không ạ? Thì qua ngày mai á, vị tu sĩ thì có người đến dẫn đi, bình thường thôi, sắp xếp chỗ. Còn riêng đảng viên Cộng sản đó, thì là có một chiếc xe, xe mui trần, đó, tới, có một vị thánh chuyên môn lái xe đó, bảo là mời lên xe. Và cái xe này á, thì cái ghế, một cái bên không phải ghế ngồi mà ghế đứng, y như là ghế của nguyên thủ quốc gia mà đứng để chào đó, thì vị thánh là của thiên đường đó mới lái chiếc xe đó chở anh đảng viên Cộng sản đó đi khắp nơi để mà thăm những cái nơi chốn của thiên đường. Và đặc biệt là khi đi như vậy đó thì hai bên đường là cư dân của thiên đường đứng đầy nghẹt, đặc biệt là các tiên nữ rất đẹp, đứng cười nói chỉ chỏ vẫy tay chào chẳng này, anh sung sướng hạnh phúc quá, nghĩ là mình đứng là ngược lên phải hạnh diện mà lên, anh nghĩ là mình là một đảng viên Cộng sản cho nên mình xứng đáng được như vậy. Thì anh sung sướng là mới hỏi cái vị thanh lái xe, trước tôi đó có ai được như vậy không? Được không, ngươi là người đầu tiên đó. Tại sao tôi lại được cái sự ưu ái như vậy thưa ngài? Tôi lại được tất cả mọi người chào đón một cách là chú ý, một cái trân trọng nồng nhiệt như vậy. Chào đón gì đâu, tại vì hồi nào giờ thiên đường á chưa bao giờ có đảng viên Cộng sản.
ngươi là người đầu tiên, ta chở vòng vòng cho bà con, ta coi cho ta biết mặt thôi. Tức là những các như mấy vị tu sĩ thì ở trên thiên đường có chịu chịu rồi, tu sĩ là ăn biết rồi, nhưng mà còn làm với đời của sao thì chưa bao giờ có. Như chưa có, ngươi là người đầu tiên mới được lo ở đây đó, cho nên là bà con ta đi coi cho biết thôi. Bài báo kế tiếp: đổ bê tông bằng đất sét. Cái này là đỉnh cao trí tuệ sáng tạo. Báo đảng nha, báo đảng cái này gương soi nha cho cả thế giới nha thưa quý vị. Trong khi thị sát công trình hồ chứa nước Diều Gà, chính quyền xã Bình Thạnh Đông, Quảng Ngãi phát hiện đơn vị thi công trộn đất đỏ, đất sét và tạp chất, tức là rác đó thưa quý vị, để đổ bê tông cho bờ kè chắn sóng. Đây là công trình nằm trong chương trình nâng cấp các hồ chứa nước phục vụ sản xuất do nhà nước hỗ trợ từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Đơn vị thi công thuộc công ty thương mại xây dựng Tín Nghĩa. Thì thưa quý vị, sau đó thì ông Lê Trung Thúy là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh Đông cho biết là nếu không phát hiện kịp thời thì mùa mưa lũ tới tất cả trôi sông trôi biển hết, tất nhiên lúc đó đơn vị thi công sẽ đổ lỗi hết cho thiên tai. Người ta biết hết à? Cái chuyện trong quá khứ thì bê tông đổ bằng cốt tre, rồi cái bờ kè ở Đà Nẵng đó thì cũng xi măng đi đâu mất tiêu, rồi bây giờ tới xin lỗi quý vị, bây giờ tới bê tông đổ bằng đất sét, mà đổ vào những cái chỗ này làm bờ để mà chắn nước, cái hồ chắn nước như vậy nó rất là nguy hiểm, là tại vì đâu có chắn được nước, đâu có chặn được nước thưa quý vị, khi mà nước thủy triều dâng lên, nếu mùa lũ mùa mưa nó tới là trôi đi là hư hết. Anh nói vậy chứ người ta cũng có, đây là một sự sáng tạo vì đất sét nó không có thấm nước. Và ngày xưa là tổ tiên ta xây thành chống giặc hình như cũng làm bằng đất sét thì phải. Bây giờ học tập gương tổ tiên. Thưa quý vị, nói về chuyện Việt Nam thì đây là một cái chuyện rất là đau lòng khác nữa, và những người mà trong cuộc đó, những người nghèo đó, người ta cảm thấy người ta bị xúc phạm rất là nặng. Người nghèo nhận quà từ thiện hết đáp. Sau khi nhận quà từ thiện của một doanh nghiệp, các hộ nghèo tá hỏa phát hiện những chai nước mắm đã hết hạn sử dụng hơn 2 năm. Nơi ghi hàng sử dụng được dán mác là hàng tài trợ không bán. Sự việc xảy ra tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Vào ngày 22 tháng 9, thì ông Nguyễn Đình Thao, khối trưởng khối 6, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh bức xúc cho biết, ngày 15 tháng 9, 12 hộ nghèo trong khối được thông báo lên Ủy ban Nhân dân thị xã để nhận quà từ thiện. Mỗi hộ nghèo được một hộp sữa, một gói bột ngọt, một chai nước mắm và 10 gói mì ăn liền. Sau khi nhận quà, những người dân vui vẻ, hồ hởi vì được sự quan tâm của các nhà từ thiện. Tuy nhiên, sau đó một số người phát hiện những chai nước mắm hiệu Cốt Cá Chim Chính Gốc Nha Trang được phát đều hết hạn sử dụng từ giữa năm 2008. Mà bây giờ 2010 rồi. Đến vỏ chai nước mắm, nơi ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng được che đậy bằng mác là hàng tài trợ không bán. Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, nhiều người dân đã mang nước mắm lên xã để trả lại, một số khác thì vứt đi. Cầm chai nước mắm có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 6 2008 của một hộ nghèo trong xóm mang đến trả, ông Nguyễn Đình Thao thở dài ngao ngán, làm thế này thì thất đức quá, người nghèo bị xúc phạm quá. Bây giờ đời sống dân trí ngày càng cao, tuy nghèo nhưng họ vẫn biết được dưới cái mác hàng tài trợ kia là hàng sử dụng của chai nước mắm chứ. Nếu không bán được thì đổ đi chứ ai lại tài trợ cho dân. Trước sự phản ứng của người dân thì ngày 21 tháng 9, trưởng ban xóa đói giảm nghèo phường Bắc Hồng mang một thùng nước mắm nhãn hiệu Địa Nhị đến để ban cán sự của khối tổ chức đổi lại cho những hộ nghèo. Là xóa đói giảm nghèo bằng cách là nước mắm hết hàng ha. Thì ngoài nước mắm ra, những hộp sữa nhãn hiệu Star cũng khiến nhiều người nghèo lo lắng, bởi vì hạn sử dụng của nó chỉ còn có hơn một tháng. Dưới nắp những hộp sữa này ghi ngày sản xuất là ngày 10 tháng 11 2008 và hạn sử dụng là ngày 9 tháng 11 2010. Tức là sắp hết hạn rồi. Thì sau khi người dân người ta cũng sợ đó, ta không biết cái sữa này không biết có uống được hay không. An toàn không? Nên có nhiều người ta không dám, người ta đem bỏ đi, có người thì mang trả lại. Nhưng mà cái ông Nguyễn Văn Hổ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh thì nói rằng trong chương trình từ thiện của công ty xuất nhập khẩu Nam Dương, trong số 654 chai nước mắm chúng tôi phát hiện thì có 158 chai đã hết hàng sử dụng. Đây chỉ là một lỗi khách quan thôi, do nhầm lẫn bởi công ty này không sản xuất nước mắm. Hiện nay công ty đã xin lỗi và mang nước mắm đến đổ cho dân nghèo. Thưa quý vị, thì ý kiến đóng góp của độc giả báo đó, báo này là báo VN Express, thì có nhiều người nói cái này không thể đổ lỗi cho khách quan được. Cái này là một việc làm rất ư là vô trách nhiệm, tắc trách cả cái nơi mà phát quà cho người ta và cả chính quyền cũng vậy nữa. Quà có nhiều nhận gì đâu,
chai Việt Nam thôi, cái chai nước mắm của Việt Nam thì đâu có đáng giá bao nhiêu tiền đâu thưa quý vị, mà họ làm ăn rất, cái này là thực sự là xuất phát từ cái sự mà thiếu tôn trọng người khác mà thôi. Còn cái gì nữa? Vâng, thưa quý vị, báo kế tiếp là báo Lao Động biến di tích 400 tuổi thành một ngày tuổi. Cái này là tại vì người ta là trẻ hóa đội ngũ cán bộ, là trẻ hóa di tích luôn. Thành Nhà Mạc, tức là thành Tuyên Quang, tính đến nay đã trải qua 418 năm tồn tại, dấu hoang phế, song nó vẫn xứng đáng là một pho sử kỳ vĩ, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Thế rồi thành Tuyên Quang được người ta lập dự án ngót chục tỷ đồng để trùng tu tôn tạo, đổi hơn 400 năm cổ lấy cái lò gạch, gạch rêu, ố, chỗ đỏ ao, tường thành nứt toác, cây dại phong kín, những chùm thân rễ si cổ thụ uốn lượn như mãng xà. Người Tuyên Quang có phong trào chụp ảnh cưới bên trăm năm cổ thành, nhiều họa sĩ, nghệ sĩ đã đoạt nhiều giải thưởng qua các tác phẩm sáng tác bên vẻ đẹp, bể dâu hiếm có đó. Nay bỗng dưng, hai cái cổng cũ của thành Tuyên Quang bị gọt bỏ rêu phong, đắp điếm gạch mới và bê tông sắt thép vào, đỏ son, mới tinh. Nhiều người yêu lịch sử văn hóa kiến trúc bày tỏ quan điểm rõ ràng, việc khoác tấm áo mới cho cổ thành hôm nay đã khiến tòa thành từng là pháo đài thép bên bờ sông Lô kia đã thất thủ vĩnh viễn. Nó thất thủ sau ngót nửa thiên niên kỷ, trụ vững trước bao nhiêu là binh lửa giặc giã, mưa dập gió vùi. Người ta không biết gì về cái giá trị lịch sử của những cái di tích này, thưa quý vị. Người ta hoàn toàn không biết, người ta làm cái chuyện phải nói là nó ngược với cái tất cả những cái sự hiểu biết của những người bình thường khác. Với một cái di tích lịch sử mà có tới hơn 400 năm tuổi như thế này, đánh giá người ta phải làm sao giữ được những cái nét phong diêu cổ kính của những cái thành quách như thế này. Thay đổi luôn. Làm dễ lắm. Người dân người ta nói cái này bây giờ nó thành cái lò gạch rồi. Lò gạch mà có một tuổi thôi, có một ngày tuổi thôi, tại vì mới làm ngày hôm qua thôi. Thưa quý vị, chính điều này mà chúng tôi cũng nghi ngờ, không biết là những cái công trình mà ngàn năm Thăng Long nó như thế nào, luôn cũng không hiểu được. Thưa quý vị, chúng tôi có một bài báo cũng trên báo VN Express là Việt Nam con hổ về giáo dục ở châu Á. Đọc tới đây chúng tôi mừng thì chưa thấy mừng, nhưng mà thấy hơi lo. Bởi vì Việt Nam bây giờ hay có cái màn bắt hổ nấu cao. Và chừng là những người mà thích của lạ, thích uống rượu cao hổ cốt nó lại mang ra nó nấu cao thì khổ. Thì báo này nói như thế này, có một tờ báo ở Mỹ tên là Christian Science Monitor viết về những bước đi mới trong đào tạo đại học của Việt Nam, nước mà tờ báo này đánh giá có thể trở thành một con hổ mới trong giáo dục và đào tạo ở châu Á. Nơi đây, trong khu học xá rừng bóng cây ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, đầy náo nhiệt, một chương trình đào tạo thử nghiệm đã bắt đầu. Nơi đây, Đại học Việt Đức sẽ tuyển khoảng 220 sinh viên, chủ yếu tham gia chương trình cao học do giảng viên Đức sang dạy. Sự khởi đầu khiêm tốn này thể hiện tham vọng của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục bậc cao. Việt Nam hy vọng đến năm 2020, ít nhất một số trường như Đại học Việt Đức sẽ nằm trong top 200 đại học hàng đầu thế giới và đạt chuẩn cao hơn các trường cho các trường khác. Thưa quý vị, thì cái này mới thử nghiệm thôi, nhưng mà đã đánh giá là có thể trở thành con hổ. Ủa? Nhưng mà cái này tôi tưởng là Việt Nam là như vậy, là tự mình vươn dậy, mình cái giáo dục của mình, thầy giáo rồi giáo sư rồi sinh viên này kia, trường đại học tạo cái cơ hội cho các em học sinh sinh viên học giỏi chứ. Cái này thì mình cũng đâu có gì đâu, cái này là hổ này hổ lai nè, hổ này cái này đức sang người ta dạy mà, thì cho nên hổ này hổ lai chứ không phải là hổ rặc. Nhưng mà tôi vẫn đã mất cái bài đầu tiên, cái bài là một gương soi đấy. Nhưng nhé, mình cho cả thế giới nó soi quá ra, bây giờ mình đi toàn đi mượn người khác đi. Cái này là hổ này là nó lai giữa Việt và Đức chứ không phải là rạc của hổ Việt Nam. Và thưa quý vị, chỉ có một yếu tố chúng tôi muốn nhắc như thế này: khi những cái điều nào mà ở nước ngoài đó người ta nói hơi tốt về Việt Nam tí xíu á thì chụp ngay, ca ngợi ngay và tô và tô màu rồi nghĩa là phóng đại lên cho nó lớn. Nếu mà người ta chê đó, đặc biệt về vấn đề chính trị đó, nhân quyền dân chủ, thì đây là chuyện nội bộ của Việt Nam, không có được xen vô. Và các cái lực phản động, hoặc như cái bài báo nãy đó, là còn có một số người vì quyền lợi bị mất, vì thế này vì thế kia, không dám nhận sự thật, vì không tìm hiểu đất nước Việt Nam. Mà chúng ta không còn giờ nữa, cho nên đành chào tạm biệt quý vị ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới cũng với tiết mục này. Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi, Đọc Báo Vẹn. Xin cảm ơn quý vị.